Betty là một cô nàng giàu có và thành công. Chiếc váy vàng có giá cả gia tài. Đây là đôi tất bên thấp bên cao nè. Thêm sợi dây vàng và đính nhẫn lên trên tóc. Ồ, có quá trời vàng luôn. Chúng mình sẽ làm đôi hoa tai từ các vật dụng trang trí. Lotte chẳng quan trọng tiền bạc cho lắm. Cậu ấy muốn gì là có đó. Em yêu ơi, anh về rồi. Ồ, không được. Anh mừng quá. Em ổn chứ? Để anh kê thêm gối cho em nhé. Em khát nước. Đợi anh chút nha. Nước đến rồi đây. Cảm ơn anh. Em nghỉ chút nha. Đương nhiên, em có bầu nên phải nghỉ ngơi vào. Anh ra ngoài nha. Ngọt ngào ghê. Lấy hết đồ ăn trong giỏ ra. Lắp bánh xe vào. Dùng giấy bìa làm nắp. Trông hơi cũ, nhưng còn dùng được. Thêm túi ở bên cạnh và tay cầm nha. Chiếc xe đẩy xong rồi nè. Chán ngấy mấy món vô vị này ghê. Ồ, mình thèm ngọt quá. Được rồi, đi mua gì ngon dễ ăn thôi nào. Ồ, không đủ tiền rồi. Được rồi, mọi thứ sẽ ổn. Chị muốn dùng gì ạ? À? Trái cây ở đây chín và ngon lắm ạ. À. Wow, đắt thế. Hương vị ngon lắm ạ. À. Dưa hấu thì bao nhiêu? Nó hơi non nhưng vẫn ngọt đó ạ. À. Chị mua nhé. Ngày mới tốt lành. Gắn tay cầm vào nào. Giác thêm vàng sang thật đấy. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Lotte đang nghỉ ngơi và chơi máy tính bảng. Úi, máy rơi rồi. Phải ngồi dậy để lấy, khó chịu quá đi mất. Quản gia đã đến. Sẵn sàng phục vụ ạ. À. Máy tính bảng đây ạ. À. Cảm ơn Carl nha. Úi, gì rơi nữa rồi. Lotte đã có trò mới rồi. Làm rớt mọi thứ rồi rung chuông lên. Mình đang tạo công ăn chuyện làm cho quản gia. Thích ăn dưa hấu ghê. Mình ăn liền luôn. À, sao bụng mình bự rồi. Cậu cần bộ đồ mới rồi đó. Hai dây váy ở hai bên. Christy đã mặc bộ váy này trong thời gian dài. Có vài chỗ vá và vải cũng hơi bẩn. Mang tất vào. Ồ, đến lúc giặt rồi. Giày bệt trông lỏng lẻo hết sức luôn. Ăn dưa thôi nào. Ngon quá nè. Ồ, mình ăn hơi nhiều thì phải. Được rồi, chắc qua đêm nay rồi mọi thứ sẽ bình thường. Christy nằm nghỉ một xíu. Nhưng cậu ấy không ngờ là sáng hôm sau bụng vẫn bự như thế. Đương nhiên, cậu ấy ăn 3 quả dưa luôn mà. Dùng đất nặng làm ra chiếc bánh vòng. Đặt vào lò nướng. Yay, xong rồi nè, lấy ra đi. Phủ một lớp kem và thêm kẹo đường lên nha. Quả là món ăn tuyệt vời cho cô nàng giàu có. Lotte có một đống tiền. Đống này làm mình mệt ghê. Ồ, phải dọn rồi. Cô giúp việc bắt đầu dọn tiền và trang sức bị vứt vương vãi và thùng rác. Nóng quá đi. Đói nữa. Trong khi người hầu đang quạt thì quản gia mang vào một thây đồ ngọt. Yêu, món khác đi. Cô chủ ơi, thử thêm chút sốt cà chua đi. Cũng được. Ngon đó, yummy. Ồ, thích quá đi. Giờ thì ổn rồi nè. Những hạt cườm lấp lánh sẽ là bóng đèn và nút.
lên mạch điện. Và đây là đèn pin đó nha. Bác sĩ ơi, em thấy kỳ kỳ. Siêu âm nha. Tốn bao nhiêu vậy bác? Em chỉ có 1 đồng thôi. Có gì nè? Bác bắt đầu rọi đèn vào bụng. Trong bụng em có gì tròn như quả dưa vậy á? Đúng rồi, là dưa hấu đó. Ngoài ra chẳng có gì nữa. Thu nhỏ quả bóng lại. Cho kem tuyến vàng vào nào. Và tô màu trang trí cho quả bong bóng, kem tuyến và dòng chữ trai hay gái. Bí ẩn lắm đó nha. Chồng vui quá, cho nên quyết định sẽ tổ chức bữa tiệc đoán giới tính cho bé. Sửa lại chút và... Được rồi nè. Em yêu đừng nhìn lén nha. Thêm bước nữa, mở mắt ra nè. Wow, anh chuẩn bị khi nào thế? Giờ thì hãy làm nổ quả bóng này đi. Lottie nhắm mắt và boom. Pháo giấy ở khắp nơi. Mảnh giấy ở trên bàn. Gì thế? Hay quá, là bé gái. Tiện lợi thật đó. Wow, quá trời màu luôn. Màu xanh được đó nha. Sắp xong rồi nè. Thêm dòng chữ cà phê và hình hạt cà phê nữa. Christy thức dậy vì đau lưng quá. Ồ, bụng mình nặng ghê. Phải làm gì thôi? Cô nàng pha chế trong quán cà phê đang tính vứt túi hạt cà phê đi. Em giúp gì được ạ? Chị ơi, cho em túi này nha. Được ạ. Christy mang về nhà. Cậu ấy đổ vài hạt ra bàn. Được rồi, mình cũng sẽ uống cà phê nữa. Cậu ấy tìm được vài lá cỏ khô và cho vào túi. Gối đây rồi. Và được rồi đó. Giờ thì thoải mái rồi nè. Viền hình dấu đô la trên vải thể thao và cắt thành 2 miếng. Thêm lớp bông mềm mềm. Chiếc gối tuyệt vời cho mẹ bầu đây. Lottie chẳng ngủ được. Không thoải mái tẹo nào. Charlie! Anh đây em yêu. Em không ngủ được vì bụng bầu đây nè. Thôi đừng khóc mà, lau nước mắt đi nè. Ồ, tiền có thể giải quyết được. Carl, đâu rồi? Có mặt ạ. Cô chủ cần gì ạ? Đúng rồi, anh có chiếc gối nào mà dạng hình tiền chứ? Đợi chút quay lại liền. Chàng quản gia không hiểu nên đem hẳn bao tiền thật đến. Lại la nữa rồi, và lại phải đi tìm nữa rồi. Được đó. Lottie ôm lấy chiếc gối và ngủ ngon lành. Lon Pepsi dẹp xuống. Thêm vào rau củ tươi. Chất đạm rất quan trọng. Giờ đồ ăn đóng hộp đã dinh dưỡng hơn rồi. Dán nhãn vào lon và đóng nắp lại. Christy cứ nghĩ là mình có bầu. Bà bầu hay ăn gì nhỉ? Danh sách đi chợ sắp đủ rồi. Còn thiếu một món nữa à. Đồ hộp. Đừng có mà mong lấy được. Của mình. Đừng có mà đụng vào. Ai cản được đâu. Christy đã lấy được. Tuyệt quá. Ồ, phải sang cửa hàng khác. Christy đột nhiên ăn luôn. Ngon vậy cà. Ăn liền luôn cho nóng. Bạn thích video của tụi mình chứ? Hãy nhấn thích, theo dõi kênh La Lilu và nhấn chuông nha, để không bỏ lỡ video mới nhất nè.